Rồi, hello, xin chào tất cả anh em. Mình đã có ghé cửa hàng này một lần rồi. Cửa hàng xe tên là Thanh Đoàn đó anh em. Mình đã có ghé một lần rồi thì nhờ sự uy tín cửa hàng cũng như là xe đẹp, nói chung giá cả nói chung là tương đối ok. Thì rồi mình có để cái tiêu đề là chị chủ phá giá đó, đúng chắc là phá giá luôn. Còn hôm nay có phá giá nữa hay không thì mình sẽ gặp lại chị chủ và hỏi giá tiền chiếc ha. Còn rất là nhiều anh em hỏi về vấn đề mà trả góp nè, rồi vận chuyển xe rồi nè, rồi điều trước bao nhiêu nè, cửa hàng nào nè, rồi hiện trạng xe này kia, thì các bạn cứ alo số điện thoại, bấm vào tiêu đề sẽ có số điện thoại và địa chỉ bên dưới nha. Còn bây giờ thì mình sẽ quay và gặp chị trực tiếp, chị chủ, và hỏi những cái điều thắc mắc của anh em nha. Cửa hàng này thì nằm tại địa chỉ ở đường Nguyễn Tri Phương không ta? Đúng rồi, đường Nguyễn Tri Phương, nhưng mà cái địa chỉ của nó là bao nhiêu để mình coi cái đã nha. Đây anh em, địa chỉ là 465 đường Nguyễn Tri Phương, khu phố Bình Đường 4, phường An Bình, thị xã Dĩ An, Bình Dương không? Đây là tổng thể cửa hàng chị đây. Đây, để mình quay hết đi rồi mình hỏi chị ha. Rất là nhiều xe nha các bạn. Thì các bạn đánh giá chị này, chưa một ai mà chê chị này mà nói chuyện hoặc là bán giá cao hết. Thì mình cái điều rất là vui. Thì hôm nay mình sẽ lại tiếp tục và hỏi chị tiếp. Bây giờ để mình mời chị ra đây ha. Chị ơi, để mình kêu chị ra ha. Chị ơi, mình ra đây mình cho em hỏi tham khảo mấy cái giá xe rẻ ở trên trước đi. Trước tiên thì để chị ra ha. Trước tiên thì mình thấy đây là một con Sirius 50 nha các bạn. Sirius này, Sirius 50 cho những ai mà chưa có bằng lái hoặc những bạn mà khoảng 15 tuổi là mình được quyền chạy Sirius 50 này nha. Cái con này là giá mình bao nhiêu chị? Con đó là giá bán 6 triệu rưỡi nha. Có 6 triệu rưỡi thôi hả chị? Rất là rẻ luôn. Dạ. Thì để mình hỏi hết chị cái dàn xe đây cho nó nhanh chóng, rồi mình vào trong nó mát, rồi mình sẽ hỏi những thủ tục khác nha các bạn. Để mình hỏi hết cho nó nhanh, vì đây qua đây nắng lắm. Vô trước đi, vô trước trong kia cho mát ra đi. Mình lỡ rồi, báo đi hết luôn đi chị. Quay A này bao nhiêu chị? Quay Trung Quốc. 5 triệu, xe 50 luôn nha mọi người. Xe 50 luôn, có 5 triệu thôi cho mấy em nhỏ ha, mấy chị em phụ nữ hay là những người mà chưa có bằng lái. Con này là quay 50 luôn hả chị? 50 luôn. 50 là luôn. Là cái này nó dọn đẹp rồi, 6 triệu rưỡi. 6 triệu rưỡi, đi cam mã rum đẹp nữa các bạn. Đặc biệt có hai chiếc phúc này đẹp nè. Hai chiếc. Hai con này thì bao nhiêu chị? Hai con này giá dao động, con này là 7 triệu rưỡi này. Còn con này là đời 2019 luôn, xe mới chạy được bao nhiêu đây? 3.166 km. Các bạn thấy không? Những con ốc nó còn rất là mướt luôn kìa. 6 triệu rưỡi. Còn con quay này chị? Con quay này giá bán 3 triệu rưỡi nha mọi người. Có 3 triệu rưỡi thôi. Đó, rồi. Rồi mình qua đây. Có con ẹt 50 đúng không chị? Đúng rồi, con ẹt này giá bán 8 triệu rưỡi nha. 8 triệu rưỡi. Đây này, khách đấy mà rất đông luôn nha mọi người. Đó, trưa rồi. Đây. Nói chung là chưa ăn trưa luôn. Từ sáng giờ luôn. Từ sáng chưa ăn trưa luôn, từ miền Tây rồi ở Sóc Trăng gì là xuống đây để ủng hộ xe máy Thanh Đoàn nha. Dạ. Đó, con ẹt 50 này thì bao nhiêu chị? Con này giá bán 8 triệu rưỡi nha. 8 triệu rưỡi nha. Từ 2017. Quá rẻ luôn. Rồi con Win này chị? Con Win này chị bán cho ngoài Bắc rồi. Lát này thì chị sẽ chuyển xe về Bắc. Bán đâu? À, vậy là bây giờ chị cho mình, chị cho em hỏi đi. Màu rong đi ha. Chào mọi người nha, lại gặp lại mọi người rồi nha. Rồi. Thì mình đã quay cửa hàng này một lần rồi thì rất là nhiều bạn thắc mắc về những cái thủ tục. Thì bây giờ mình sẽ hỏi để mà chị giải đáp cho các bạn. Đúng rồi, đúng rồi, chị giải đáp luôn nha. Cửa hàng mình có trả góp không chị? Đầu tiên á, cửa hàng của chị là vừa trả góp tại một ngân hàng khác và hỗ trợ cho thiếu tại cửa hàng luôn. Ví dụ thủ tục cho thiếu, ví dụ mọi người mua xe 10 triệu nhưng mà trong túi chỉ có 8, 7 triệu gì đấy. Thì chị đã cho thiếu từ 2 đến 3 triệu. Còn cái giấy tờ thì chị phải để lại cà vẹt gốc này, chứng minh gốc và bằng lái gốc. Còn thủ tục mà góp tại ngân hàng á thì mọi người tới cửa hàng xe máy Thanh Đoàn thì lưu ý nhá, nếu như mua xe trả góp tại cửa hàng xe máy Thanh Đoàn, nếu như hộ khẩu ở Bình Dương, Đồng Nai với thành phố Hồ Chí Minh á, thì mình chỉ đưa là hộ khẩu này, chứng minh gốc, hộ khẩu gốc và hóa đơn tiền điện, tiền nước 3 tháng gần nhất nhá. Vì thế là mọi người trước khi đi á mà cần mua xe trả góp thì nên trao đổi trực tiếp với mình. Thì lát nữa thì em hỗ trợ cho số điện thoại, sau đó thì kết bạn Zalo với mình. Thì thủ tục mọi người cứ gửi toàn bộ giấy tờ vào đây thì mình kiểm tra trước, nếu như mà hồ sơ có ok không thì là đi. Không nhiều rồi, tại vì thấy anh chị em bạn bè xa trời nắng nôi xuống tới cửa hàng xe máy Thanh Đoàn mua xe trả góp nhưng mà thủ tục chờ lâu, nhưng mà ví dụ một số trường hợp là do giấy tờ trục trặc, ví dụ như là hồ sơ xấu không có đậu em. Yeah. Rất là cực luôn, rất là tội nghiệp. Yeah. Nhá, vì thế là mọi người cứ gửi qua tin nhắn cho mình nha, để mình kiểm tra trước, hồ sơ ok thì lại xuống, mất công đi đường xa nhá. Rồi. Còn nếu như mà tất cả anh chị em bạn bè ở tỉnh mà muốn hồ sơ hỗ trợ trả góp thì bên ngân hàng thủ tục nơi khó khăn một chút, nhưng mà đặc biệt cái ngân hàng này lãi suất thì thấy rất ok luôn.
À, và đặc biệt hơn nữa là tất cả các xe mọi người mua thì chỉ cần trả trước 0 đồng là có xe về rồi. À, là và đưa cả về gốc cho mọi người đi luôn. Và về giấy tờ ấy, là mọi người phải có hộ khẩu gốc này, chứng minh gốc, và hợp đồng lao động bán gốc có cái đóng mộc của công ty nha mọi người. Và đặc biệt là phải có cái thẻ bảo hiểm y tế và bán lương 3 tháng gần nhất. Thì nói chung là cái thủ tục thì mình cứ nói qua đi. Còn nếu như anh chị em các bạn gần xa mà muốn mua thì hãy cứ liên hệ trực tiếp với cửa hàng xe máy Thanh Đoàn nhé. Bên mình sẽ hỗ trợ và tư vấn cụ thể hơn về cái giấy tờ nha mọi người. Dạ. Bây giờ thì chúng ta hãy giới thiệu một vòng về xe cho mọi người xem đi. Dạ, chị cho em hỏi thêm một số nữa đi là cửa hàng mình là chỉ có ngân hàng sắt thôi hay là còn hàng nào nữa chị? Hiện tại thì chị chỉ cho hỗ trợ ngân hàng sắt thôi. Dạ, ngân hàng sắt thôi. Hy vọng là để vài tháng là mình sẽ cố gắng và tìm kéo vài bốt các ngân hàng khác về đây để phục vụ anh chị em bạn bè gần xa được tốt hơn. Yeah. Và đặc biệt nhé, tại vì đây là lần thứ hai gặp bố Nguyễn rồi đúng không mọi người, nên là bên cửa hàng xe máy Thanh Đoàn cũng thông báo luôn, thì đầu tháng 1, bây giờ là đã 29 rồi, tầm khoảng 4-5 thì cửa hàng mình sẽ có chương trình khuyến mãi rất là lớn luôn. Tất cả các anh chị em bạn bè gần xa chỉ cần có hóa đơn đã từng mua hàng đã từng mua hàng tại cửa hàng xe máy Thanh Đoàn thì được tặng nón bảo hiểm này, hoặc là số cái bảo hiểm xe máy, hoặc là thùng bia nha mọi người. Wow. Nói chung là cứ yên chui thôi, mình sẽ tới lúc ngày đó thì mình sẽ bốc thăm. Yeah. Còn cái ngày cụ thể thì mình sẽ trao đổi trực tiếp và thông báo trực tiếp sau ha. Yeah. Bây giờ thì mình báo giá một số dòng xe trước đi. Mình vẫn có hỗ trợ vận chuyển xe mà đúng không chị? Đúng rồi, tất cả các xe mình có ship toàn quốc luôn nhé. Yeah. Trước mình có làm việc với em Nguyễn Ngũ thì rất là nhiều anh chị em bạn bè gần xa đã là ủng hộ. Và tin tưởng ủng hộ thì mình cũng qua đây xin gửi lời cảm ơn chân thành nhé. Và cửa hàng xe máy Thanh Đoàn cũng nói luôn là đang vẫn hỗ trợ ship toàn quốc, nhưng mà mọi người phải nhanh lên, tầm khoảng 10 ngày nữa là mình chốt đơn. Yeah. Tại vì là cái ngày đó là nó gần Tết rồi. Yeah. Phí vận chuyến nó rất là cao luôn, rất là tốn kém, nên là mọi người tranh thủ nhé. Ai chưa được mua được xe thì phải nhanh tay đi lên. Yeah. Cái cửa hàng xe máy Thanh Đoàn ủng hộ mình nhá. Yeah. Và đặc biệt nói luôn nhá, tại thời điểm hiện giờ thì bên cửa hàng xe máy Thanh Đoàn vẫn có chính sách bảo hành nha mọi người, bảo hành 6 tháng 1 năm này, bảo hành bình đề 6 tháng này, đặc biệt cho đổi trong vòng 1 tuần luôn. Yeah. Tức là cái dòng lời nói của mình vẫn có giá trị mãi mãi luôn, vì thế mọi người cứ hãy đặt niềm tin tại cửa hàng xe máy Thanh Đoàn nhá. Các bạn thấy rất ok không? Okay, chị chủ quá là ok luôn đúng không? Thực ra là mọi người bảo thế này em này, đối thấy chị nói chuyện dễ thương nên là ghé ủng hộ đấy. Yeah. Cái xe thì rất là nhiều chỗ bán luôn nên là mình rất là chân thành cảm ơn luôn nhé. Yeah. Cửa hàng mình là vẫn có hỗ trợ về việc mà sang tên đổi chủ không chị? Hiện tại là vẫn có, nhưng mà tại thời điểm này thì cửa hàng cần xe máy Thanh Đoàn mua bán xe chỉ hóa chất và đơn đổi cửa hàng, tại vì rút hồ sơ bên mình không có nhận làm nữa nha mọi người, tại vì giờ chỉ còn tầm khoảng 15-20 ngày là Tết rồi nên không thể nào mà kịp được nhé. Dạ. Vậy mình qua Tết là mình vẫn hỗ trợ mấy cái đó đúng không chị? Đúng rồi, qua Tết mình vẫn tiếp tục hỗ trợ nhé. Dạ đúng rồi, chứ hiện tại là gần cận Tết rồi. Nhưng mọi người cứ mua đi rồi ra Tết khoảng mùng 6 là cửa hàng xe máy Thanh Đoàn tiếp tục trở lại công việc bình thường, thì mình sẽ nhận làm cho mọi người nhé, vẫn hỗ trợ làm bình thường luôn. Dạ rồi, đó. Đấy, bố quay cho đây rất là nhiều bác anh chị em ở xa đang tới chờ để kiểm tra xe và ủng hộ nhé. Này các bạn rất thấy không? Nhiều người luôn. Tuốt ở sau nữa nè các bạn, rất là nhiều luôn nè. Ở ngoài đó luôn nha các bạn. Ra cửa là rất là nhiều luôn, xe khách rất là nhiều. Sáng giờ bán được cả chục chiếc rồi đấy. Dạ, chị rất là nhiệt tình nha. Em nói với khách luôn, tại vì có nhiều khi mà quay á. Dạ. Quay xe đây này, có khi quay cho mình bán luôn rồi, có nhiều khách tới thì không còn xe để mua. Dạ. Nên là quý anh chị em bạn bè gần xa trước khi đi thì nhớ alo trước cho chị để mình hỏi xem cái xe có còn không. Yeah. Tại vì chị thấy nhiều trường hợp là khách ở tận Sóc Trăng rồi Cà Mau, Trà Vinh tới thì những cái xe chị bán rồi nên là rất là buồn luôn nhé. Yeah. Thì bây giờ mình cũng xin nói lại với tất cả anh em như thế này. Thứ nhất á, trước khi mình đi á, thì anh chị em nào mà mình muốn mua hiện á thì mình vẫn liên hệ cửa hàng để coi chiếc xe đó còn hay không. Hoặc là mình muốn lên trực tiếp mình coi xe thì mình cứ lên nếu mình mua hiện. Còn nếu mình trả góp thì các bạn như thế này, chị chủ thì rất là ok cái chỗ là các bạn cứ chụp hộ khẩu chứng minh này kia hết lên để cho mà kiểm tra trước, nếu ok đậu thì mình hãy lên, rồi đi không đậu chị chủ sẽ báo. Đó là một điểm rất ok và rất là tiết kiệm thời gian cho tất cả mọi người ở đây mà những cái hàng khác mình quay là chưa có. Còn hỗ trợ cho đổi xe trong vòng 7 ngày nữa, có nghĩa là ví dụ chiếc ad này 40 triệu đi ha, ví dụ thôi nha, chứ mình chưa có biết giá con này. 40 triệu thì hôm nay là ngày 29 tây, thì trong vòng 7 ngày các bạn có thể lại đây đổi con này là 40 đi, cái con này là 30 đi, thì mình chạy trong vòng 6 ngày đến 7 ngày mình không vừa ý thì mình lại mình muốn mua con này thì mình chủ sẽ trả lại cho mình 10 triệu, hoặc là mình mua con này 30, con này 40 thì trong vòng 7 ngày các bạn hãy thêm 10 triệu lấy con này, không mất mát không có gì hết. Còn nếu các bạn bán lại là phải lỗ, đó là chuyện rất là dĩ nhiên ha.
Nói chung là chị Vũ quá là ok rồi, nhưng mà do bận một số công việc, nói chung không có gì hết. Các bạn thấy nè, khách rất là đông. Đây nè, quá chừng ở sau luôn, thấy không? Cao quyết luôn không anh là chưa? Giờ lấy đặt cọc rồi thì cũng mong các bạn thông cảm, thì ra khách đông quá. Mình chờ đây là từ hồi mình lại từ hồi 9 giờ luôn các bạn, nhưng mà đông quá nên mình đi ăn sáng luôn. Mình đi ăn nè, rồi mình đi quay chỗ khác nè, rồi bây giờ mình lại đây. 1 giờ 15 phút rồi vẫn còn luôn. Dạ đúng rồi. Dạ. Đây chị đứng quay cho coi, đứng đây này. Mọi người thấy chưa? Trời ơi lại đây. Đây fan năm mùa mọi người thấy chưa? Đi đâu cũng là hâm mộ hết á. Dạ. Coi lâu lắm rồi, coi anh lâu lắm rồi thì được nè. Bạn ở đâu? Chạy em ở bên quận 9 á. Quận 9. Dạ. Bây giờ đặt cọc rồi đang về lấy tiền. Dạ. Mình mua con nào rồi? Novo 5. Novo 5. Dạ, con lấy chị 12 triệu 5. Novo 5 mà có 12 triệu 5 mà. Dạ. Các con đắt mới luôn, xe kia. Được không? Rồi cảm ơn bạn á. Dạ. Rồi. Nói chung là nãy giờ mình lên đây mình gặp cũng được mấy bạn rồi. Rồi bây giờ mình sẽ quay ha. 68 Kiên Giang chị. Dạ. À, giờ chị cho em hỏi thêm cái con này trong đây đi chị. Con này vừa hôm quay một lần mọi người mà vẫn chưa bán được mọi người. Dạ, nó tút trong đây, đây nè. Xả lũ luôn này. 28.500 đó. Cái này đường mấy chị? 2017 nha. In 3D cao cấp luôn. À, tem Quang Phương đó các bạn. Xe đẹp lắm, máy ngon mà hình như là không có duyên. Cả dọc này ngủ quay là chị bán hết rồi. Dạ. Là 27 hay 28 chị? 28.500. Thì nói chung là chị nhiệt tình như vậy, nhưng mà lại là mình báo giá vậy, mình lại mình còn phít chút đỉnh cà phê nữa phải không chị? Đúng rồi, đúng rồi. À không đâu, chị nói luôn này, tất cả các xe mà chị báo tại YouTube là chị không có bớt nữa nha. Mọi người thông cảm đi, tại vì có rất nhiều anh chị em bạn bè tới đây á là báo là sao mà không có bớt là tại vì chị sẽ nói chung là bán giá thật thà luôn rồi, thật sự luôn á. Nên là chỗ nó lời nhiều là bớt, nhưng mà tại vì chị sẽ báo giá làm sao mà sát nhất để cho mọi người được xem và tư vấn cụ thể từng chiếc một luôn. Là chị báo sát rồi, nói chung là giá cứng rồi nên là không thể bớt được nữa. Thật sự luôn. Dạ rồi, thì bây giờ chị báo giá rẻ là nói chung là sát rồi, thì nó không thể mà bớt được nữa. Còn đây nè các bạn thấy không, xe thì thật sự là không có rửa ráy chút tiết gì hết á. Ok không, mình thích mua là những cái xe như thế này nè, không cần phải quá mới đó. Ai mà biết chơi là mình phải lựa những cái xe như thế này ha. Đĩa của nó đây còn mướt luôn, không có vấn đề. Con này giá bao nhiêu mà đời mấy vậy chị? Con này đời 2018 giá bán là 29.500.000 đồng. 28 chị. Xả lỗ luôn. 28, 29.500.000. Đây, để mình cho các bạn xem cái ô đô là 14.000 cây nha. Tiếng máy tin tưởng nha các bạn. Dán lấy cái chập dán ra đi. Tiếp theo mình đây là một con hai em luôn nè, hai em đẹp một mươi. Dạ. Dạ được rồi, để đó đi chị. Con này là đời 2018 không chị? 2017. Con này đời 2018 luôn. 2018 luôn. Nè bạn nghe máy chơi nha. À, con này cuối 2017 em ạ. Con này bao nhiêu? Con này bao nhiêu? Bao nhiêu tiền anh? Rồi rồi để em coi cho. Rồi một cái này giờ tôi rút tôi lấy cái mình lại. Rồi được luôn bác. Chiếc xe này cho đi cho chiếc xe đi tôi cũng buồn lắm. Tôi lấy mà tôi. Con này là chưa có giá hả chị? Con này báo giá luôn chứ, con này bán cho bao nhiêu nhỉ? Bây giờ không giữ giá luôn. Chị cho em xin cái biển con này đi. 31.500 đi nha mọi người. Chị cho em xin cái biển đi. Biển số mấy chị? 32938 3 và biển số 38 nha. 38. Được rồi, con bên đây thì con này biển số 60 nha em, con này biển số đẹp này. Đồng Nai ha. 68 này, 8883 cái gì phát lộc mãi mãi gì đây nha mọi người, chơi biển số là biết này. Dạ, con này thì bao nhiêu chị? Con này để cho mọi người giá là 32.500. 32.500, mình cao hơn con bên kia 1 triệu đúng không chị? Đúng rồi. Do biển số nó đẹp ha các bạn. Biển số đẹp lắm, em quay biển số cho khách coi luôn. Đây. Đây các bạn. 60 là của Đồng Nai ha, 60B4 68883. Đó thì ai mà rành về cho biển số thì mình dịch ra nha. Chị nói là biển này đẹp đó. Biển đẹp đấy. Sẵn thì mình xem Odo luôn coi như thế nào. Odo của con này chạy được 5.000, ở này là tiếp thôi. 15.000. 15.000 cây nha các bạn. Rất là đẹp. Rồi các bạn nghe máy nha. Tiếng máy này mới đúng là 15.000 cây nha, không có giọng nhiều nha các bạn. Rồi. Con này 32 triệu. Trời ơi xe nào không có tiếng mà lấy mà mang tiếng đâu hết trơn rồi. 32.500.000. Đây, cổ bô là rin luôn, không có làm lại, không có tút, không có sơn gì hết á. Chỉ có điều là trên đây nó hơi chạy nhẹ tí thôi ha.
mà cái này rửa là đánh bát hết em. Dạ, cái rồi. Này nó đầy tên mà không có ra. Rồi con này là 29 đúng không chị? Rồi 29, con này đăng ký tháng 8 2019 nha mọi người. Tháng 8 2019. Em mới nhảy được 2000 mấy cây thôi. Tháng 8 thì mới xuất thì thôi mà. Rất là đẹp luôn. Nè các bạn xem này, kết nước của nó này, thấy không? Hả? Con này mới đi 2 3 tháng. Dạ. Rồi con này thì bao nhiêu cho em xin giá luôn đi chị? Con này bán nó giá 38 năm nhé. Rất là rẻ luôn. 38 năm. Hai chiều quá bảo anh đầy đủ hết luôn. Đây này cốt kiệt này còn mới tinh luôn. Rất là đẹp. Đây. Đây. Rồi 38 năm đúng không chị? Rồi. 38 năm. Đây là chị mình xác giá rồi đúng không chị? Đúng rồi, xong bát nha mọi người. Tất cả các giá mình báo đây là cực kỳ rẻ luôn rồi. Mình bao thị trường luôn. Rồi. Thì tới cái con màu cam cũng là 29 luôn. Đúng rồi, con này 29 luôn nha mọi người. Con này... Cá vẹt cá vẹt hả? Câu ấy câu là cá vẹt, cho chị coi cái. Cá vẹt. Đây. Chơi tí đi, chơi tí đi. Đẹp. Chỉ là rửa thôi chứ không có cần phải sơn hay gì hết. Con này thì bao nhiêu chị? Con này thực ra là bữa hôm mình quay một lần và bán một lần rồi. Dạ. Và bây giờ khách đi chán rồi, khách ra đuổi ép phát. Dạ. Nên là bán lại con này vẫn ra 38 triệu 500 ngàn đồng nha. 38 triệu 500 ngàn. Ừ. Đây chạy được 14 ngàn rồi. Nha. Rồi tiếp theo là cái con AB, mình đi cái mâm kiểu dạng màng nhện nè. Rất là đẹp nha mọi người. Đó, con này nào? Là đời 2017-18 gì luôn á, cuối 2018 đó chị. Được cái gì cũng được. Xe này đời 2018 đó. Rồi, này có khóa đĩa luôn nha các bạn. Cái mâm này vô là 2 triệu rưỡi một mâm, quá đẹp luôn nha. Nè các bạn nhìn cái đường nó xì xì đẹp nè. Rồi con này bao nhiêu chị, cho em xin giá luôn đi. Con này giá bán là 31 triệu 500 ngàn. Vậy giờ mình đưa trước nhiêu ta? Ví dụ như nếu mà mình trả góp thì đưa trước không đồng vẫn là góp được rồi. Dạ, mình không cần đưa trước, mình vẫn lấy con này được luôn. Có nghĩa là không cần đưa không đồng vẫn lấy xe đặt về đi được. Dạ. Rất là rẻ luôn. Và ý là rất chi là nói chung là tiện lợi luôn nhá. Dạ. Là bây giờ nếu mà em muốn trả góp thì bây giờ em lại em chỉ cần làm thủ tục đậu là ok, chứ em không cần phải đưa trước hay đúng là... Đúng được, không đưa trước ngàn nào. Đó, quá ok đúng không các bạn? Kể cả mọi người mua 5-60 triệu cũng được, quan trọng là cái hồ sơ ok là được. 5-60 triệu mình vẫn không cần đưa trước được luôn nha các bạn. Quan trọng là giấy tờ mình hợp lệ, ok, mình đậu. Mình rồi, mình, đậu okay. Mình xin xác nhận lại là các bạn mua ở những cái ngân hàng nào không cần biết. Nhưng mà nếu mà về cái nợ xấu á, thì mình sẽ không được hỗ trợ nha. Nếu mà họ nợ xấu ha. Chị ăn kẹt quá thì bây giờ mình sẽ quay sơ cho các bạn nha. Đây là một cái con B, đời này là đời của 2016 các bạn à. Đời của 2016 ha. Đây tiếp là một cái con ở khắc mốt, đời này là đời của 2015. Mới sơn hãng rồi còn nè, chấm sơn đúng không? Để mình vào trong cái đi ha. Coi như là mình còn nợ các bạn là giá của hai con này. Mình vào trong quay cho bạn xem cái dàn Sirius nè. Winner, nay là mình thấy có Winner luôn. Đặc biệt là Sirius phải nói là quá chừng luôn, Sirius kinh khủng luôn. Bây giờ mình mới trực nhớ lại là cái dàn này mình chưa có quay nè các bạn. Đó, cái dàn từ chiếc Novo á tới đây. Tới tuốt qua tới cái chiếc Novo bên kia là mình chưa quay. Như vậy mình quay hết bên trong đi rồi mình sẽ ra ngoài mình quay hết cho các bạn nha. Đó, Novo cửa hàng rất là nhiều, những anh chị em, những các bạn nào mà mình đang có nhu cầu về Novo. Dạ. Đó. Chị kêu mình quay trước đi rồi chị sẽ ra báo giá thì các bạn cứ yên tâm đi ha. Chắc chắn là sẽ có giá. Nếu các bạn xem không tour thì chắc chắn sẽ có giá trong đây. Tại vì các bạn thấy không, rất là đông nè. Đông không? Quá thì nói chung là chỉ có hai vợ chồng vậy thôi nên rất là kẹt. Con này thì có khóa đẻ nha các bạn. Con Sirius này màu kiểu quang phương nha, đem quang phương. Chạy được 18.000 cây. Đây còn bình luôn thì sẽ đề luôn. Còn như yếu các bạn bấm cái nó chớp này để mình đạp luôn coi máy như thế nào nha, chứ nhìn máy nó còn bóng đấy. À con này đời của 2017-2018 trở lên rồi. Cái đời này là cái Bodira nè, đưa ra nè các bạn, thì nó là đời cao trở lên rồi đó. Để mình quay hết rồi báo đời xe đi rồi tí nó sẽ hỏi giá chị lại ha, hỏi nhanh thôi. Rồi tiếp theo là con RXX. Con RXX này là đời của 2010 tối thui. Tối quá mình không có thấy được cái đời xe. Nó đã nước sơn đen rồi mà nó còn tối nữa thì nó hơi căng.
mà có đi chụp được cái mão ha, chơi cái mão rồi hai con ốc rô ti nữa. Ây cha, mướt quá vậy ta. Rồi tới cái con Jupiter các bạn à, Jupiter để bây giờ mình hỏi giá sơ sơ chị về cái giá mà từ từ đi ha, từ cái ví dụ như sữa từ bao nhiêu rồi quay cho các bạn xem cho nó dễ ha. Chị ơi, tiện cho em hỏi luôn là Sirius mình cỡ là giá từ bao nhiêu chị? Sirius là giá tầm từ 8 triệu cho đến Sirius thường là 8 triệu đến 15 triệu rưỡi nha mọi người. Dạ. Còn từ đời 27 trở lên là bao nhiêu chị? Bây giờ 27 hiện tại mình có mấy chiếc mình giới thiệu cho mọi người xem nha biên. Dạ. Đây có một chiếc 27 mình mới vừa quay thật thi nè, để chị báo giá nè. Con này in 3D cao cấp cho mọi người, rất là đẹp này, tất cả các cái chi tiết rất là in luôn. Như mình mới quay với cái này nhà máy. Giá bán là 14 triệu rưỡi nhá. 14 triệu rưỡi. Đúng rồi, đây là con một chồng cái này. Dạ. Mình đã quay cái cặp này. Rồi. Nói chung Sirius mà đời từ 2017 là từ 14 triệu không chị? Đúng rồi, đúng rồi. Dạ, còn nếu mà dưới 2017, 2016 đổ về là khoảng bao nhiêu chị? Nói tầm khoảng 10 triệu đến 12, 13 triệu là có xe đi rồi. Rồi. Còn lại 8, 9 triệu cũng có. 8, 9 triệu cũng có luôn Sirius các bạn. Để quay chi tiết từng xe đi để chị vào. Dạ rồi, rồi, rồi. Khách còn rất đông nha mọi người. AB nữa nè, để mình quay luôn cái dàn AB. Quay ở trước là mình rum. Màu, màu 3D, màu xanh. Dạ. Để mình rơm lại cho bạn xem đi, rồi bắt đầu sẽ đi ra phần ở sau ha. Bạn thấy không? Cái dè xe này nó đụng với cái đầu xe kia luôn, mình đâu thể nào vô được đâu. Thì cũng mong các bạn thông cảm. Nếu ra sao có được thì mình sẽ quay ha. Sirius thường thì mỗi 14, còn Sirius này không biết bao nhiêu nữa. Tiền quá không dám hỏi nữa. Đây là cái tem bằng nhện ha. Có đi ốp ba cái miếng kiểu mà nó cặp nó cái gì bên đây. Ốp mà rơm á các bạn. Mũ thôi nha, nhưng mà nó mạ lên. Lỡ rồi, để hỏi phiền chị một cái nữa nha. Phiền chị một cái nữa, hỏi về những cái xe FI đi ha. Chị đang tư vấn hồi ấy quá, mình hỏi nó có kỳ quá không ta. Chị ơi, cho em phiền cái nữa đi, là Sirius từ FI. Sirius FI là từ bao nhiêu chị? Hiện tại giờ chỉ còn tầm khoảng 5 chiếc. Dạ. Giá dao động từ tầm khoảng 8 triệu rưỡi nha. Có 8 triệu rưỡi là có. Không, còn 10 triệu rưỡi. À, 10 triệu rưỡi chứ. 8 triệu rưỡi cũng có luôn. Dạ. Từ này thì sẽ quay giới thiệu từng chiếc. Cụ thể chiếc này là bao nhiêu chị? Con này là in 3D này, phiên bản đặc biệt cao cấp này. Con này là đời 2018 nha mọi người. Dạ. Đến số Sài Gòn chính chủ ký giấy luôn. Con này giá bán là 15 triệu 500 ngàn đồng. 15 triệu 500 ngàn. Vô in nó rất là nhiều luôn. Từ 10 triệu rưỡi là mình vẫn có xe đúng không chị? Rồi. 10 triệu rưỡi, 8 triệu rưỡi cũng có nhá. 8 triệu rưỡi có luôn. FI á hả chị? FI luôn. Dạ rồi. Rồi để mình ra sao coi. Rảnh đây này con FI này, mình giới thiệu cho khách coi luôn đi. Đâu, cái nào đâu chị? Đây mấy con FI này. À, rồi để mình vào trong quay luôn mấy con FI. Đây con này là giá bán 8 triệu rưỡi này. Ồ, có 8 triệu rưỡi rồi. Xe này thì nó hơi cũ tí nhưng mà đang dán keo. Mà nhiều việc quá, khách đông quá, từng ngày nào cũng là làm việc cật lực không có thời gian luôn. Con này mà lột keo ra là còn rất là đẹp luôn. Dạ. Đang dán keo nha mọi người, máy em ru luôn. Đời mấy vậy chị mà có 8 triệu rưỡi vậy? Con này đời 2013. À. 2013 FI 8 triệu rưỡi. À, không có gì rất khóa. Rất là rẻ luôn, chị nói thật là 3 quá rẻ 8, luôn. Quá rẻ luôn, có 8 triệu rưỡi thôi. Có con màu đỏ đâu kia em quay cảnh cảnh. Đây, các bạn này, con màu đỏ không có tem nè. Ừ. Đó, đó, đây. Màu đỏ là con đó, đó. Là 10 triệu rưỡi nha. 10 triệu rưỡi, đó các bạn nghe tay mình đó. Rồi, rất là nhiều luôn. Thì chị cũng nói rồi, chị rút cái từ 8 triệu rưỡi là có xe đến 14 triệu, 14 triệu rưỡi là có xe. Con này em quay cái con. Dạ rồi. Con đó là 13 triệu, đời 2013. Cửa hàng là Sirius quá nhiều luôn. Đây, đây là con Black ha. Quay Black bến Sài Gòn. Con này giá cả thế nào chị? À con này bánh mâm thắng đĩa nhá, giá bán 11 triệu 800 nhá. Đó, có 11 triệu 800 ngàn à, so với một số cửa hàng thì các bạn cũng hiểu rồi ha. Bây giờ đây là có con này 10 triệu rưỡi này. 10 triệu rưỡi. Cái con màu trắng đúng không chị? Đúng rồi. 10 triệu rưỡi là tại vì nó là thắng đùm đúng không chị? Đúng rồi, nó thắng đùm. Dạ. Nói chung là mọi người cứ xem đi, ví dụ chưa có tiền thì cứ tới cửa hàng xe máy Thanh Đoàn đặt cọc trước 1-2 tuần lấy cũng được không sao hết. Dạ. Quan trọng mình tìm được cái xe vừa ý rồi túi tiền của mình. Mà quan trọng là 10 triệu rưỡi thì 10 triệu rưỡi mình vẫn có trả góp mà đúng không? Đúng rồi, có trả góp luôn. Nó nên là mình không, cũng tại, đâu. Tại nhiều khi nhiều bạn là cái hồ sơ nó hơi trục trặc đấy. À, dạ, dạ. Ừ. Nên là ví dụ như mà thích mua nhưng mà chưa đủ túi tiền thì có thể là đặt cọc trước đi. Dạ. 1-2-3 hôm ấy. Con 135 ở trong là bao nhiêu chị? 135 con đó là giá bán là 18 triệu 500 ngàn đồng nha mọi người. 18 triệu rưỡi à, để mình đời 2014 nha. Em một ông em còn con này, con này chị? Con này là Winner 2018 này. Dạ. Rất là đẹp luôn, mới lấy về màu đỏ đen nha mọi người.
bọc yên là luôn ha. Ừ, cái này mình không thích thì mình gỡ ra cũng được. Giá bán con này là 29.500.000 đồng. 29.500.000 đấy. Mới chạy được 11.258 km thôi. Mới có 11 mấy cây à? 29.500.000. Còn con trong là 18.500.000 để mình vào trong quay. Còn con này là 108 xanh. Con này lọc tem rồi. Con này là cái tem nó bị chảy, chị đang tháo ra để chị cái lượng dán tem mới vô. Dạ. Tại vì mấy cái xe cũ nhiều khi đi nó bị va chạm nó hơi chảy á. Dạ. Có đời 29 luôn á. Con này bao nhiêu chị? Con này là 29.500 luôn. Cái này là tháo bô e rồi. À, nếu mà còn bô e, nếu mọi người thích mình lắp bô nhá, vẫn còn luôn. Có thì nó thì vẫn vô thôi. Dạ, chào ta. Tháo bô e rồi. Con đời cái này đẹp. Dạ. Rồi đi nó bao nhiêu chị? Đời 2019 luôn, mới đi được đăng ký tháng 8/2019 là xe mới chạy được tầm khoảng 3-4 tháng thôi nha mọi người. Bánh mâm tháng đĩa đặc biệt là dán keo nguyên con kia luôn luôn. Con này giá bán là 18.500.000 đồng, biến số Sài Gòn chính chủ luôn. Cái mẫu này mà mọi người mua mới thì thị trường hiện tại bây giờ là tầm khoảng rơi vào gần 30 triệu đấy mọi người. Rồi, đó, rồi bây giờ mình sẽ vào quay những con Sirius ha. Với lại cái con mà 135 giá của nó chỉ có 18.500.000 thôi. Rẻ gì mà nó rẻ thế nhờ. Con này đời 24 chạy 40.000 cây, đúng ở đô luôn nè, không ai tua đâu. Ủa 24 sao đi cái đầu đèn này? Cái này là 22, 23 các bạn ơi, chỉ báo 24 vậy? Đây lốc máy nè các bạn. À, các bạn thấy được không? Ây da, con này nó có bung mở chưa ta? Thật sự mới nói với các bạn, mình rất là muốn xem cho các bạn con này có bung hay mở gì chưa, nhưng mà nó tối quá mình không thể xem được, các bạn thông cảm nha. Mà con này chỉ có 18.500.000 thôi, mình không biết là nó có làm cái gì chưa nữa, tối quá không có xem được, nó thui luôn á. Các bạn thấy trong máy như vậy thôi chứ ngoài nó thui à. Xăng số chữ E luôn rồi. Đây. Hết rồi rồi. Có chống trộm hả anh? Chống trộm sao? Con này có cái nút đây mình cũng không biết nút gì và chống trộm như thế nào nữa. Cái này chắc là con chống trộm nút thì cũng không biết luôn, mới lấy về xong. Dạ, mà mình không biết máy nó nhờ. Anh ơi, chống trộm nó ở đâu anh? Nói chung máy móc phải bao em nha mọi người, cứ yên tâm nhé. Dạ. Tại vì nó đang có chống trộm nên nó không có dạ. Để lên được. Đây đây, cái con này là bao nhiêu chị? Có đi cái mẫu đâu nè? Con này 13 triệu đó. 13 triệu à? Nó đẹp luôn nha mọi người. Dạ, còn cái con Acelo này 12.500.000. 12.500.000. RSX này là chưa phun trang điện tử này, đang đi cơ này, con này 11.500.000 này. 11.500.000. Đúng rồi, FI này để cho mọi người 13 triệu luôn, rất là đẹp. Nói chung mấy giá nó cũng hời ha. Rồi, cái con bà lắc này chị, nãy chị báo là 10 mấy quên mua. 10.500.000. Con này đẹp. Dạ. Con này là đời cuối 2017 luôn đấy nha mọi người. Dạ. Và đặc biệt á là con này là đang dán keo nguyên con luôn. Dạ. Trời ơi, xe đẹp lắm, chưa một vết chày luôn. Dạ. Em thấy đâu lón thón trong kia có mấy chiếc kia là mình chưa có thanh lý đúng không chị? Mấy chiếc hai thầy. Bây giờ nó để từng hai thì là chưa thanh lý. Dạ, hai thầy chưa thanh lý. Bây giờ đang cầm nha mọi người. Dạ. Bây giờ chị cho em hỏi con Jupiter này đi. Ở ngoài đây nó mướt quá nè. Đây nè. Con này thì con này bán rồi. Bán rồi hả chị? Ừ. Nó đẹp quá. Luôn. Bây giờ mình coi mấy con này đi. Con này dạ. Là FI này, màu đen nhám, đời 2013 nha mọi người. 2013. Mà xe mới lấy về chưa kịp rửa luôn nên đầu đại dạ. Thôi. Con này mà rửa đánh bát lên là còn rất là đẹp luôn. Dạ. Con này giá bán là 13 triệu đồng nhé. 13 triệu. Luôn, máy móc in nguyên bản luôn. Mình đè được không? Ồ, hiêm quá ta. Dạ. FI luôn các bạn, có 13 triệu, Jupiter thì các bạn hiểu cái độ bền Jupiter nó sao rồi đó. Đời 2015. Dạ, 2015. Con này cũng Jupiter mới này. Con này giá bán là 8.500.000 chứ con này đi thì ngon luôn, cái nổ máy lên thích con. Không biết còn nổ được cái này. Ồ, cái nổ thắng rồi. Cái con mà Sirius 100 Sirius phun xăng nè, cái màu này là màu thích bán rồi. Ờ, bán rồi hả? Mọi người biết không, tại vì hai bác này là chưa đủ tiền nên là quyết định xuống cửa hàng xe máy Thanh Đoàn đặt cọc trước 2 triệu và báo là cho bác 15 ngày và bên này sẵn sàng luôn.
Vì thế là mọi người cứ nhanh tay lên nhá, cứ thích xe nào cứ xuống lựa đặt cọc, 1 tuần 2 tuần lấy vẫn ok luôn. Chị quá dễ luôn hết các bạn. Nói chung là cửa hàng xe máy Thanh Đoàn là phục vụ quý khách như một cách nhiệt tình nhất luôn rồi. Rồi cái con Elegant 50. Con này đi. Con này này đời 2013 RC mình bán giá 9,5 triệu này. 9,5 triệu. Rất chi là rẻ luôn em. 2013 9,5 triệu. Con này thì nó đi được 42.000 cây rồi. Rồi. Cái con này chị? Con này là 8 triệu nhá. 8 triệu à. Con này là khách cũng đặt cọc luôn rồi này mọi người. Ồ, đặt cọc luôn rồi. Nói chung là mọi người cứ phải nhanh tay lên. Rồi, cái con Elegant 50 chị? Con Elegant 50 này mình sẽ bán với giá là 8 triệu đồng nhá, đời 2016. 2016 giá là 8 triệu. 8 triệu các bạn, để đề cho bạn nghe, cho những chị em phụ nữ với là những bạn học sinh nè. Chắc là nước bình nhá, tại vì xe nhiều quá đôi khi nên là không có bình hết được. Nói chung máy móc tất cả các xe đây đều được test thứ, chạy thứ rất khi lấy nha mọi người. Mọi người cứ yên tâm đi, tới cửa hàng xe máy Thanh Đoàn chắc chắn là có xe để về. Đây, cho em hỏi 8 triệu luôn. 8 triệu luôn, còn có quy ít gì? Con này giá bán 6,8 triệu nha, máy móc zin nha. À, mới tối hôm qua, tối hôm kia thì có một cái anh hỏi em là về cái những cái dòng quy ít. Thì đây, cái giá có 6,5 triệu thôi. Thì nó quá là ok để mình đi làm nha. Phải 6,8 triệu. Rất là rẻ luôn. Giờ ví dụ anh trả 6,5 triệu chị bán không? 6,5 triệu thôi bán luôn. Bán luôn. Bán luôn là vì ngủ nha chứ không phải là lời đâu đấy, bán lỗ luôn. Dạ, rồi. Cái con Louis màu xanh nó đẹp quá chị. Con nó giá bán là để cho mọi người 9,5 triệu luôn nha em. 9,5 triệu, để qua đây quay cho các bạn. 9,5 triệu các bạn, con Louis này. Nói chung là cửa hàng chị xe rất là nhiều luôn, mình phải chen lắm rất là mệt. Hả? 9,5 triệu phải không chị? Cái màu xanh này rất là đẹp các bạn, mình thì mê màu xanh lắm. Màu vàng nè, có màu vàng nữa nè. Đây này sơn lên rất đẹp luôn. Vàng chanh đó các bạn, rồi cái màu xanh nữa. Các bạn nào mà yêu quý mình mà theo dõi kênh mình lâu rồi chắc cũng hiểu chiếc quay mình sơn cái màu y vậy nè. Đó rồi. Màu này rất là nổi và đẹp mà. Novo 4 đúng không chị? Con này thì xe đang cầm chưa bán. Ồ đang cầm hả? Mình dạ. Mà quảng cáo hai chiếc này thì giới thiệu hai chiếc này đi. Dạ. Con này là Classico đời 2010. 20. Giá bán là 10,5 triệu. 10,5 triệu. Cái này mà mấy bạn nữ mà thấp là nhỏ đi rất là đẹp luôn nha. Nhỏ con chạy rất là dễ thương. Hai con này là dành cho mấy bạn dễ thương thôi. Dạ. Nó nhỏ xinh xinh đi mới dạ. Đẹp. Mình to quá đi nó xấu lắm. Dạ. Grande nhiêu chị? Con này là Noza. Ờ Noza 2014, hả? Màu xanh rất là đẹp luôn, giá bán là 13,5 triệu nha. Ờ Noza mình nhìn ra Grande chứ. Rồi, ở trong mình còn con nào không chị? Con hay là mình vào để mình vào đi. Trong đi. Đấy, con này, con đó là quay gì hả chị? Quay Hàn Quốc giá bán là con này là tầm khoảng 3,5 triệu này. 3,5 triệu. Mọi người đang chưa có tay chính nhiều mua mấy con này đi cũng được. Có 3,5 triệu hả? Máy im lắm. 3,5 triệu. Nó bô cái dàn áo mới tinh lên rồi em. Dạ. Ba triệu rưỡi cho con quay này nha. Rồi. Mấy con này. Con này chiếc dưới này là báo giá XFP là 10 triệu đấy nha. 10 triệu rưỡi, nãy tôi nói đó các bạn. Còn cái trong là mình có tâm lý gì? 25 triệu nha em, tại vì xe là cầm đồ hết hàng rồi chị mới đưa ra để bỏ bình mà chưa kịp bỏ, khách đông quá. 25 triệu, đời mấy rồi chị? 150, máy móc riêng nguyên bản đời 2015. Mọi người nhanh tay hốt luôn đi. Đây, 150 có 25 triệu nè các bạn, xe cầm nhưng mà quá hạn rồi thì bây giờ chị thanh lý ra ha. Con này là hết bình nên không thể đề được. Dạ, chị tháo để bình nè, cái chỗ để bình của ẹt đó các bạn. Con này có 25 triệu thôi. Máy móc bao zin nhé, tất cả các xe cả hàng xe máy Thanh Đoàn mọi người cứ yên tâm. Trong này nó tối nhưng mà quay sáng lắm rồi các bạn. Còn trong đấy còn không chị? Con còn giúp em quay con này đi. Dạ rồi, con Sirius một cái. Con này là CDFP biển số thành phố này. Đi, cái con này bao nhiêu đây? Con này là biển số thành phố nhé. Biển số thành phố 59N2 nha. 59N2 rất là đẹp luôn. Con này bao nhiêu đây chị? Con này bị điện đời 2015 để giá bán 9,5 triệu nha. 2015, con này thì cái yên nó hơi rách một chút này. Bạn nào ngồi rách này chỗ này đọc thiệt. Cái này thì mua thì chỉ bọc yên lại đàng hoàng cho mọi người yên tâm nhé. Mua chị bọc lại luôn ha. Dạ rồi, con này là có không chị? Mấy con này đang cầm, mình dạ, đi, đang đi, cầm. Đi vô phía bên này đi. Dạ. Đây còn mấy chiếc nữa này. Dạ. Đây có một chiếc RSX màu cam này này. Con này á, là chị đã bán một lần rồi à, bán là giá bán là 10,5 triệu à, cho một bác miền Tây nhưng mà bác về bác không có ưng á, cái màu này bác đổi xe khác. Yeah. Nhưng mà máy móc còn đi nha mọi người. Cái xe này là xe cầm nha các bạn, đừng hỏi nha. Xe cầm nha. Rồi con này bao nhiêu chị? Màu cam này nó đẹp mà sao bác không chịu ta? Con này ý là hình như là không hợp màu cái gì đấy, bác ra bác đổi xe khác. Dạ. Con này giá bán 10,5 triệu luôn nhá. 10,5 triệu. Còn con này thì mình đã gửi về Nam Định hay là Hải Dương gì rồi này. Gửi rồi. Thì đã gửi về. Ý cái con AB. AB này nó lên khá
Thái đi em. Linh Thái. 2008 biết số Sài Gòn nhá. 2008. Con này giá bán 11,5 triệu. 11,5 triệu. Cái cối xe đó mọi người mà chưa rửa được, chưa có dọn dẹp gì luôn. 2008 lên dàn Thái mà chỉ có 11,5 triệu thôi. Đúng rồi, máy móc em nhá, biển số Sài Gòn luôn. Đọc đi cái biển số làm cái gì đọc thiệt chứ. Ờ, mấy cái miếng này im nè. Lạ. Nhưng là sở thích của mỗi người, mình không thích thì mình gỡ ra thôi. Linh Thái cam nó chỉ có 11,5 triệu thôi. Này. Rồi, cái con này là kêu bằng cái con. Con này là xe lít nha em. Lít hả? Cái đầu này là khách nó lên đầu Thái đó. À, hơi lạ. Lít 2010 này mọi người, biến Sài Gòn ra bán 9,5 triệu. Máy móc em ru luôn. Dạ. Yeah. Rồi. Tiếp tục mình sẽ đi giới thiệu cái xe này. Rồi. Có một cái xe này rất là rẻ luôn này mọi người. Con này là xe là mới mua về chưa rửa luôn này. Đây con là đất và dơ thôi. Yeah. Con này là quay RS 100, giá bán là 6 triệu đồng xe Honda luôn nha mọi người. Có 6 triệu ta, Honda sao có 6 triệu vậy ta? Giá rẻ luôn, máy em ru luôn, mình để máy cho khách coi luôn không biết. Dạ. Không có chìa khóa chị ơi. Không có chìa khóa chắc là cắt rồi. Dạ. Ừ, cùng theo chân ra có mấy chiếc xe mới đổi mới về đây đem quay luôn chị nhé. Dạ rồi. Đây một chiếc Akelo này. Nói chung là giờ này mà lượng khách vẫn còn tấp nập nha mọi người. Quá chừng luôn. Akelo này bao nhiêu chị? Tới giờ là chưa ăn cơm luôn. Dạ. Chưa ăn cơm sáng, chưa ăn cơm trưa luôn. Con này bao làm nhiêu? Làm hết mình cho quý khách luôn. Con này bao nhiêu chị? Con này là Akelo giá bán bất ngờ luôn 10,5 triệu nha. Có 10,5 triệu à? Đúng rồi, rất là ngon luôn. Con này có 10,5 triệu thôi. Con này chỉ bán một lần rồi. Nhưng mà bác này bác mua về con gái đi Tây Côn không có được nên là quyết định đổi xe khác nha mọi người. Nhờ chị cầm giùm em thử cái máy em thử cho các bạn xem cái ha. Em đạp đi. Đấy bây giờ sẽ là đích thân Nguyễn Ngô Nguyễn để thử máy cho mọi người cùng xem nha. Mọi người yên tâm chưa? Có 10,5 triệu nha các bạn. Đúng rồi. Con này không có bình hả chị? Tháo bình ra rồi em. Bây giờ chỉ đạp ra được chỉ bỏ bình, tất cả các xe mua đều bình đề đầy đủ mà. Nói chung là máy em ru luôn, thì thầm như xe điện luôn. Rất là bốc các bạn ơi, có 10,5 triệu à. Đây mọi người cùng chiêm ngưỡng nha. Hôm nay Ngô Nguyên quyết định, thấy chị nhiệt tình quá, Ngô Nguyên quyết định thử máy test thử xe luôn. Trời rất là bốc các em. Có khi thấy rẻ Ngô Nguyên xách về luôn đấy mọi người ơi. Mình em đã đặt cọc một con hai thì đấy nha. Đúng rồi, có rồi đấy. Lát nữa quay cho mọi người xem luôn. Con này 10,5 triệu. Rồi em chào anh nhá. Bây giờ lượng khách là vẫn còn rất là chi là tấp nập luôn. Không lẽ con này 10,5 triệu mình lại lấy thêm một con nữa chứ. Mình đã lấy một con hai thì rồi đấy. Còn bây giờ là con này 10,5 triệu nè. Còn ngoài đây còn con nào nữa không chị? À, con ly này cái màu mới kiểu như màu hột gà đấy, một gà ha. Màu vàng, đặc biệt cái xe này đang mới lột keo xong nhá, chưa một vết đầy luôn. Hàng gì nữa mới rất là đẹp luôn. 93 của Bình Phước các bạn, biển số đẹp mà 66999. Đúng rồi, biển số đẹp mà 999 rất là đẹp luôn. Giá bán là 21,5 triệu nha. 21,5 triệu. Đời mấy vậy chị? Con này đời 2014-15 gì đấy. Máy thì mới nói em luôn nha mọi người. Bây giờ còn lít này thì chị em luôn rồi. Quá im nha các bạn. Rồi, mình còn con nào không chị? Đây mình còn mấy chiếc này. Đây. Con này là 50. 50 này bán luôn rồi đấy. Bán luôn rồi hả chị? Đâu gì ở Long An đây. Ồ, Long An lên tới đây luôn. Lát là chị chiều nay chị đã ship cho khách đang đưa ra rửa đầy sắp ship hàng tận nơi cho khách luôn. Bán rồi thì bán, nhưng mà bây giờ vẫn hỏi cho các bạn xem thử cái con 50 này giá bao nhiêu chị? 8,5 triệu à, có đề đầy đủ nha. Im rít nè. Bà nội ơi, mấy im. Rồi, em thấy con nội bị ít đó. Đây, quay con này trước luôn đi. Con này là bác mới đổi xe mới này. Chưa rửa luôn nha mọi người. AB đầu bò đấy. Chưa có rửa ráy gì luôn. Cái này là đoàn bộ dàn áo đang dán keo nhá. Dạ. Ngày mai rảnh thì mình sẽ lột ra, rất là đẹp luôn mọi người ạ. Đang dán keo nha các bạn, này các bạn nhìn nè. Tất cả đang dán keo. Nè, các bạn thấy cái dấu tay mình nha. Lột ra là mới thì mới luôn. Dấu keo. AB đầu bò. Quá lúc mới tinh luôn, bác mới tay đấy. Đang đặt đằng sau ấy. Dạ. AB đầu bò nha các bạn. Rồi lớp sau mới thay đúng không? Mình để cho khách là 12,5 triệu thôi. 12,5 triệu thôi. 12,5 triệu có mấy chiếc AB đầu bò này dán keo nguyên con chưa lột luôn. Lớp sau mới thay luôn đó các bạn. Rồi. Đây được cái ít nhá. Con này rồi, nhưng mà bè nó to quá chở hàng không có hợp lại ra đối xe khác. Yeah. Nên là mọi người cứ yên tâm nhé, cứ mua tại cửa hàng xe máy Thanh Đoàn đi, một tuần không ok ra đối con khác mua tư luôn. Quá đã luôn. Máy luôn. 67 là của An Giang nha các bạn. Cái này là đời cuối 2018 luôn nhá. Xe mới chạy được mấy ngàn km thôi. Cuối 2018 vậy mới thất thầy đây mà chị. Đúng rồi, đây lóc một còn mới tinh luôn mà. Tại vì màu đen nhám mình cảm giác nó hơi tối tối thôi. Đây này các bạn thấy là máy đẹp. Đây là còn keo luôn này, lột chưa xong rồi này.
sáng ha. Rồi con này là 155 đúng không chị? Đây là 125 thôi hả? Mình vẫn có ABS đúng không? ABS chìa khóa thông minh luôn. Giá bán là 29.500.000 đồng. 29.500.000 Việt Nam luôn. Có 29.500.000 à? Có cái giải trước con này mình chưa quay để mình dạ rồi, dạ lên quay liền chị. À con này đi được có 9.200 à? Còn cái hàng trước mà nãy mình đã hứa là mình lên quay đó, bây giờ lên quay nha các bạn. Đây bây giờ dạ. Chiều sâu của cửa hàng mình rất là sâu nha các bạn. Các bạn lại đây xem xe rất là thoải mái, xe khách thì để ở trong cái đường này nó rất an toàn. Đây cái hai hàng này đây chị. Cái hàng này mình chưa giới thiệu đây đi chị. B6 đúng không? Novo 6. Novo 6 này con này đăng ký 2016 dán keo nguyên con. Đến số Sài Gòn. Giá bán 18 triệu rưỡi bác ơi, bác làm việc bác ơi. 18 triệu rưỡi. Chỉ số Sài Gòn 18 triệu rưỡi đúng không các bạn? Novo này là đang dán keo mới lấy về xong này. Bây giờ nhìn nó cũ cũ chứ ngày mai mà lột lên là như mới luôn nha mọi người. Con này Novo là X đang dán keo nguyên con luôn. Con này bao nhiêu vậy? Con này giá bán là 8 triệu rưỡi, đời 2011. Ồ, 8 triệu rưỡi. Tại vì là nó đang dán keo. Nói chung dòng Novo thì nó tầm khoảng 6 triệu rưỡi là có xe đi rồi nha mọi người. Yeah. Nhưng mà nó tùy thuộc vào độ mới của xe. Yeah. Đây là một chiếc Vixen nhá. Vixen. Con này Vixen là 12 triệu rưỡi. Rất là rẻ luôn. 12 triệu rưỡi, đời mấy vậy chị? Con này là đời 2012 nhá. 2012. Dạ rồi, Louis Art chị. Louis Art này là 10 triệu rưỡi. Xe dán keo nguyên con. Dạ nguyên con. Cái này mình chưa lột đúng không chị? Chị lột sơ sơ đấy, có nhiều chỗ chưa lột luôn. Yeah. Nhưng mà lột xong mình phải đánh bát nữa này. Trong yeah. cái đồng hồ này còn keo luôn chưa lột này. Dạ tại vì mới lấy về xong anh. 10 triệu rưỡi không chị? Đúng rồi. 10 triệu rưỡi. Con này là ABSi này, mình đã có từng giới thiệu cho mọi người rồi. Con này là bản FI nha mọi người. Đang dán keo này chưa lột được anh này. Dạ. Dán keo con này giá bán là 18.500.000 đồng. 18.500.000. Chiếc lít này là chị đã có giới thiệu một lần rồi này. Con lít này giá bán là 24.500.000 đồng nhé. 24.500.000. Dạ rồi, tới cái con này. Con này là chị mới xịt dầu để rửa mọi người ạ. Dạ, xịt dầu để rửa. Xịt dầu qua để rửa cho sạch. Con này giá bán là 22.500.000 nhé. 22.500, đời mấy vậy chị? Con này là đời 2015 hay 16 gì? 2015. Này, không nhớ giá nữa. Đây, biển số 68 của Kiên Giang các bạn ạ. Rồi. Con này thì không có bán nhé, tại vì con này thì khách đã đặt cọc rồi. À, đặt cọc rồi. Rồi. 22245 85F1. Con này là 23.500 đời 2014. 23 triệu. Cái mẫu này là cực kỳ ưa chuộng, được nhiều khách ưa chuộng lắm em. Dạ 24. Giá con này bao nhiêu đây chị? Đẹp chị đẹp. Cái này nó hết chạy. Ồ cái này nó đo kim đồng hồ từ ở sau luôn các bạn. Đo kim đồng hồ từ bánh sau luôn nè. Máy rất là êm luôn mọi người nhá. Rất khó gì để bàn hết á. Con này bao nhiêu chị? Con này giá bán 23.500.000 đồng. 23.500.000. Nếu mình trả góp mà mình không có tiền á thì mình cũng có thể lại, không cần tốn phí, mình chỉ cần đậu hồ sơ là mình sẽ lấy được con này về. Rồi. Con này là 29 năm nhé. 29 năm. Cuối 2017. Ai cuối 2017. 29 năm đúng không chị? Dạ rồi, cởi con Novo này, con này là. Con này thì để chị kể cho em nghe, khách dạ. yêu quý chị đến mức độ mà chưa có tiền, chị ơi em đặt cọc. 2 tháng sau em ghé lấy vẫn ok. Ừ ơi. Mà chị em chị nói thế này này, bây giờ em ơi chưa có tiền thì bữa nào em qua ghé không được. Em đặt cọc trước có chị. 2 tháng sau chúng lấy xe. Ừ ơi. Nói chung là cảm ơn tấm chân tình của tất cả mọi người luôn, cực kỳ là rất là tình vui vẻ luôn. Dạ. Đây thì nói chung bán rồi thì bán, nhưng mà chị cho em hỏi luôn là giá con này là chị để cho bạn đó là bao nhiêu? Con này là mình để cho khách là 15 triệu là cho xe cọp. Dạ. Còn Novo 5 thì nó dao động từ 12 triệu rưỡi. Dạ, 12 triệu. Novo 6 nó chỉ 15 à. Rồi hen thì ở trong đây thì mình đã quay hết rồi. Còn bây giờ mình sẽ quay lại cái cửa hàng cho các bạn xem ha. Đây đi, cửa hàng mình địa chỉ ha. Đây. Cửa hàng xe máy Thanh Đoàn nha các bạn, nó dướng với cái cây. Dạ. Dạ dạ. Đây. Rồi. Hẹn rồi, cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi video của Ngô Nguyễn nha. Chào tất cả các bạn nha.